Rất vui được gặp lại quý anh chị khách hàng, các anh chị đầu tư đang xem trên kênh YouTube Nhà đất Hồng Sơn. Buổi sáng đẹp trời hôm nay, Hồng Sơn sẽ review giới thiệu cho quý vị một căn biệt thự sân vườn có vị trí và diện tích rất là đẹp. Diện tích ở đầu chiều ngang là 12 m, nở hậu 13 m và chiều dài lên tới 45 m. Tổng diện tích là 550 m 2 nhà nở hậu đều vuông vức. Và phía sau căn nhà mình đây là một cái trường học. Ở đây quý vị như quý vị nhìn thấy trên màn hình cách căn nhà mình chưa tới 100m là một cái trường học quý vị nha. Nhà có hướng Tây Bắc, có con đường nhựa phía trước là đường nhựa rộng 7m ở đây quý vị. Đường nhựa rộng 7m cộng thêm vỉa hè rộng lên tới là 6m. Mình có thể để được nhiều chiếc xe hơi ở ngoài cũng như là ở trong view sân vườn. Nhà này có view sân vườn trước và sân vườn sau. Chủ nhà xây căn biệt thự một trệt một lầu trên cùng. Chủ nhà lập ngói thái công năng sử dụng gồm có hai phòng khách bốn phòng ngủ bốn phòng vệ sinh phòng giặt phòng thờ và cổng cũng như hàng rào được chủ nhà làm sắt đúc cắt cnc cửa cổng được chủ nhà mở điện điều khiển từ xa di chuyển vào trong view sân vườn ở đây có cái chòi gỗ bên tay phải quý vị mình ngồi uống trà uống cà phê có cái bàn đá ở dưới đây quý vị nha và bên đây có cái mái che để được hai cái chiếc xe hơi có mái che ở ngoài quý vị nhé. Và đây là view sân vườn này. Bờ tường được chủ nhà xây cao tầm khoảng hơn 3 mét và cái bên phải này từ ngoài vào trong đắp bốn bức tranh phù điêu đắp nổi luôn quý vị nhé. Ở ngoài là ngựa mã đáo thành công, trong đây là cá chép hóa rồng và trong đây là view sân vườn. Nhà này có view sân vườn trước, sân vườn sau sân vườn sau thì mình có khu vực trồng rau, nuôi gà, trồng cây cảnh, trồng cây ăn trái ở ngoài. quý vị xem hết video, hồng sơn sẽ quay chi tiết cho quý vị xem. và từ vị trí này nhìn ra sân và con đường phía trước là đường nhựa rộng 7m. nhà này có địa chỉ thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. tuy nhiên vị trí này thì giáp danh với thành phố Thuận An và thành phố Dĩ An. nhà này gần với ngã tư Miếu Ông Cụ. quý vị có nhu cầu đi xem liên hệ với hồng sơn theo số. 0983 155 009. Hẹn trước với Hồng Sơn ở ngã tư Miếu Ông Cù để hẹn chủ nhà đi xem trực tiếp căn biệt thự này nhé. Đây là khu vực tròi mình ngồi uống trà, uống cà phê, ăn nhậu ở khu vực cổng này. Đây quý vị, mình xem hết khu view sân vườn ở ngoài. Hồng Sơn sẽ review cho quý vị xem ở trong khu vực mái tre để được hai chiếc xe hơi. Và phía dưới đây thì mình có lối đi rộng 2 m ra view sân vườn sau có đầy đủ cây ăn trái cũng như là khu vực nuôi gà. Vì căn nhà mình có chiều dài lên tới là 45 m nhà thiết kế ở giữa xung quanh đều có cửa sổ quý vị nhé. Mặt tiền bên hông, mặt tiền phía trước và mặt tiền bên hông bên trái cũng như mặt tiền phía sau. View sân vườn này, bên đây thì có những cây cảnh, cây sung, cây lục vừng. Và quý vị nhìn kỹ cái mặt tiền căn nhà này, lan can được chủ nhà làm sắt đúc cắt CNC mặt tiền máy thái hình chữ A bàn công vuông rất là đẹp mình cùng di chuyển vào trong khu đây là khu vực bậc tam cấp để lên đây cửa chính cũng như cửa phòng ngủ thì được chủ nhà làm cửa gỗ đỏ 100% có sử dụng hệ thống khóa từ khóa vân tay quý vị mình cùng di chuyển vào trong khu vực phòng khách phòng khách khá là rộng nha quý vị và chủ nhà xây tường 20-20 một căn nhà ở rất là mát mẻ chính chủ xây ở bên đây là khu vực phòng khách quý vị này phòng khách rộng rãi trong đây xung quanh được chủ nhà ốp gỗ gò đỏ hết bên đây thì có khu vực kê sofa và đối diện là khu vực kệ tivi bên trái thì có bức tranh đồng bên đây thì có hai cái lục vườn hai bên hai cái lục bình quý vị nha mình cùng di chuyển vào trong ở đây thì có vách này và cửa đi bên hông này cửa đi bên hông là ra view sân vườn bên đây là khu vực phòng bếp rồi là phòng ngủ ở tầng trệt mình xem khu vực phòng bếp này trước này bên đây sẽ có khu vực quầy ba của phòng bếp và bếp được chủ nhà kê sẵn bộ bàn ăn 8 ghế có tủ lạnh cũng như bếp âm dàn tủ bếp trên và dưới cũng như khu vực tủ để chén bát ở khu vực phòng bếp nhà mình một căn phòng bếp khá là rộng rãi nha quý vị. Và bên đây là khu vực phòng ngủ tầng trệt này. Tổng nhà này có 4 phòng ngủ và 4 phòng vệ sinh. Phòng ngủ này thì có phòng vệ sinh riêng ở trong phòng. Riêng tầng trệt có 2 phòng vệ sinh quý vị. Và phòng ngủ tầng trệt này ít sử dụng tới nên chủ nhà kê tủ 4 xung quanh để đồ thôi quý vị nha. Phòng ngủ này khá là rộng, Và đây là khu vực phòng vệ sinh ở ngoài dành cho khu vực phòng khách. Trên đây là khu vực cầu thang. Trụ cũng như là vách được chủ nhà làm sắt đúc cắt CNC tay vịnh bằng gỗ gõ đỏ. Mình xem khu vực sân vườn ở ngoài rồi mình cùng di chuyển lên trên để tham quan khu vực lầu trên. Ở đây có khu vực sân vườn ở ngoài, có sân để trồng rau, trồng cây cảnh, nuôi gà, trồng cây ăn trái và ngoài đây có cửa luôn quý vị này. View sân vườn đây quý vị nhé. Khu vực đây thì có cây dừa, cây đu đủ cũng như cây mận, khế, xoài, ổi. Đây quý vị, có cả chuối này, chuối chín dụng đây luôn quý vị nha View sân vườn ở đây. Có hệ thống nước tưới tự động, có chuồng để nuôi gà và mặt tiền ở ngoài đây cũng được chủ nhà hoàn thiện đầy đủ hết quý vị này. Bây giờ mời quý vị mình vào trong tham quan chi tiết ở lầu trên. Một căn nhà có giá 10 tỷ đồng, tiến tổng diện tích là 550 m2. Có địa chỉ tại trung tâm của tỉnh Bình Dương, vị trí giáp danh giữa ba thành phố là thành phố Dĩ An và thành phố Thuận An cũng như thành phố Tân Uyên, ngay ngã tư Miếu Ông Củ. Lên lầu trên, lầu trên sẽ có thêm phòng khách thứ hai cũng như là có 3 phòng ngủ và phòng thờ. Quý vị xem hết video, Hồng Sơn sẽ review chi tiết cho quý vị xem. Đây là phòng vệ sinh ở ngoài dành cho phòng ngủ cũng như là phòng khách ở ngoài. Phòng ngủ đây quý vị. Phòng ngủ rộng rãi, có đầy đủ nội thất rồi quý vị nhé. Tủ áo âm tường cũng được chủ nhà làm gỗ có đỏ. Cửa phòng ngủ thì được chủ nhà làm cửa gỗ đỏ có khóa từ luôn khóa vân tay và bên đây là khu vực phòng ngủ thứ ba của căn nhà trong phòng ngủ này thì có phòng vệ sinh riêng trong phòng và có giường sẵn đây rồi nội thất của các phòng vệ sinh có bồn cầu dùng hệ thống tự động cũng như là vách kính cường lực của phòng tắm chậu rửa gương soi đây quý vị nhé tủ áo cửa nội thất gỗ đỏ hết và đây là phòng khách thứ hai ở đây thì có một bộ bàn ghế phòng khách bằng gốc cây một bộ bàn ghế gốc cây ở đây và đối diện là đồng hồ cũng như là kệ tivi kế bên đây là ban công ở bên hông ban công bên hông này quý vị lan can sắt đúc kế bên là vườn cây ăn trái của nhà hàng xóm và đây là cái phòng ngủ thứ tư này bước vào phòng ngủ thứ tư là gặp bộ tủ áo bốn cánh cũng như là cửa gỗ, gỗ đỏ dùng khóa từ vân tay đây thì có ban công phía trước này trong đây thì có khu vực giường đây quý vị nha giường rộng rãi mình về để có thêm nội thất nữa mình xin được nhắc lại căn nhà này có diện tích chiều ngang 12m, nở hậu 13m, chiều dài 45m, tổng là 550m2 số hồng riêng, có giá 10 tỷ đồng. Tòa lạc tại thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, giáp danh với thành phố Thuận An và thành phố Dĩ An, gần ngã tư Miếu Cù. Quý vị liên hệ với Hồng Sơn theo số 0983 155 009. Quý vị có thể xem thêm trên Zalo, Facebook, TikTok, Fanpage đều mang từ khóa Nhà đất Hồng Sơn, bán nhà Bình Dương. Và đây là ban công phía trước phòng thờ này. Đây quý vị. View sân vườn rất là đẹp nha. Video của Hồng Sơn đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.